Đố các bạn biết đây là cái gì? Hãy cùng mình mở ra xem nó là cái gì nhé. Rất chi là dài. Mình đang cầm máy quay nên mình không ấy được. Và đây là con diều rắn nha các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi thả con diều rắn này xem nó có bay có đẹp không nhá. Mình xem đem con diều này đi thả nhá. Các bạn theo dõi xem nó có bay cao không nhá. Đây là đuôi không? Và đây là cái đuôi các bạn nhé. Đây mình sẽ dài cái đuôi ra. Đấy, các bạn nhìn thấy giống con rắn chưa? Nó còn dài nữa nhưng mà mình không kéo ra. Các bạn hãy theo dõi mình, tí mình mang ra đồng xem mình thả xem nó bay không nhá. Đây mình đang nhờ một bạn. Dài. Công công ai công một chú ơi. Cô Thảo công một chú ơi. Thằng nào biết thả công công. Công công đừng cho nó xoay nhá. Đừng cho nó xoay để chú quay con đuôi. Ê. Xa quá. Đây đang bảo mấy cô em này cầm để mình quay video. Mua trên Shopee. Đấy, mỗi người thằng thả một tí đi. Đuôi dài bay cao vút này. Diều sương. Con diều mình độc nhất khu này rồi. Con này hôm nay chú mới thả đấy. Thả mới đây thôi. Cứ thả hết cũng được. Hôm qua tao thả ra 16. 5 mét à? Ở đâu? Hôm qua thì tao thấy mét nó cũng chán. Vậy á? Còn gì đi, cũng phải có quay rồi. Cao vút. Bên kia là diều cá. Diều xương. Rất là nhiều diều. Bên kia cũng có. Bên này diều bằng diều bằng nan chổi. Đây này chú. Mình cầm đấy. Đây luôn. Cuộn dây này là 200 mét. Chú ơi. 200 mét. Diều bằng diều thả hết dây 200 mét rồi. Không nhìn thấy con diều đâu. Chú vẫn còn dây luôn. Nhiều không chú? Sao con cua này kéo xuống?
Đây có hai con diều rắn nhưng mà diều rắn này bé. Chuẩn bị xuống rồi. Bắt tận tay nhá. Một người quấn và một người kéo. Ừ. Rất dài. Đuôi dài mà. Thế là mình hạ xuống. Tiểu sắn này bọn trẻ con rất thích thả. Điều này là diều rắn lục à? Kéo lên đấy. Đâm đầu xuống. Được chưa? Lên được chưa? Thả đâu để chú cầm đuôi nhá. Thôi thả đi. Thả đi. Bỏ bỏ cũng bỏ cũng bỏ. Không không lên à. Lên lên lên. Thả ra nó mới lên. Thả ra nó mới lên. Nay bọn trẻ con nó rất thích diều, mình đang tập trung thả diều mà nó bỏ hết rồi. Đây có mấy con diều rắn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc rồi nhá. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.